Vâng, chào quý vị và các bạn. Hiện nay là nhà mình đang chuẩn bị những mâm cỗ để phục vụ cho những vị khách hàng đã đặt những mâm ngũ quả, đồ của những mâm ngũ quả đây. Rất nhiều thứ: chuối, dừa, táo lê, bưởi, Phật thủ. Quất, quả dưa thừa, trứng gà, thanh long, trầu cau và rất nhiều thứ nữa. Đây, và đang chuẩn bị sắp xếp những mâm ngũ quả đây. Rồi còn bên kia là những quả dừa đã trang trí viết các chữ phúc, lộc, thọ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Rất nhiều thứ để chuẩn bị cho những mâm ngũ quả. Đây là những buồng chuối xanh. Và đây là những quả dừa để chuẩn bị viết chữ theo yêu cầu của khách. Dịp Tết đến thì ai cũng mong muốn có những đồ vật trang trí trên mâm ngũ quả bằng những hoa quả có những ý nghĩa rất tốt lành để cầu mong một năm mới, cúng lễ gia tiên. Rất nhiều đơn hàng hiện nay là đã kín hết một phòng hoa quả. Đây là bên này, những quả dưa hấu, những quả dừa, quả dừa viết chữ cành đào rất đẹp. Quả dưa hấu có cành đào, bánh pháo và chữ thọ. Chữ thọ thì vẽ cây tùng, cây bách, biểu trưng cho sự trường thọ. Ở kia bộ dừa chữ phúc lộc thọ, an khang thịnh vượng, và bộ bưởi chữ phúc lộc thọ. Thưa quý vị, làm mâm ngũ quả thì sẽ rất là kỳ công và nhiều thời gian. Do vậy mà để bày lên bàn thờ gia tiên, chúng tôi làm rất cẩn thận. Đây, quý vị xem có thể thấy. Đây là những mâm ngũ quả mà khách hàng đặt. Làm rất là cẩn thận, được trang trí, gắn kết để tiện việc cho vận chuyển. Tất bật bận rộn những ngày Tết để phục vụ cho quý khách có những mâm ngũ quả đẹp nhất, những quả trang trí đẹp nhất, bày mâm ngũ quả gia tiên, bày lên bàn thờ và phòng khách. Rồi, mong rằng năm mới thì chúc mọi nhà, mọi người luôn luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công.